Ok, xin chào các em đến với trang review đồ hồ chính thức của Tuấn Quốc Authentic nhé. Hôm nay mình sẽ review mở hộp Eco Citizen mặt vân xà cừ phản trai dây da màu xanh nhé. Tag của em nó là EX148015D, bộ máy caliber B023 nhé. Rồi ok, em này là size mặt là 30mm, độ chống nước là 50mm, được trang bị kính sapphire chống chảy chống xước anh em nhé. Độ dày em nó là 6mm, được trang bị dây da cao cấp. Mặt dial, mặt dial vân xà cừ nhé. Có nòng hình cánh hoa này, nhưng mà video này nhìn hơi khó nhìn. Mặt hình cánh hoa anh em nhé. Đấy, vân xà cừ đấy, các em nhìn rõ chưa? Viên thì được đính đá nhé. Chạy pin năng lượng mặt trời Eco đây. Kim sơn xanh nhé, dây da xanh. Nhìn khá là chất. Rồi ok, chào các em.